Đây là mấy em sủ đen đều đực đây này. Mua con này đi. Con này cọc đuôi mà. Con này thì bao nhiêu tiền mà? 1,5 triệu á? À. Đấy, sủ cọc giá 1,5 triệu các bác ạ. À. Sủ cọc đen nha các bác nhé. Cái này sủ cọc đen này được cái tai rất to luôn. Vậy là khu vực chở chó đến đây là kết thúc các bác ạ. Đây, chuyển sang bên này cho các bác xem. Đây, em cọc à, em sù vàng này, giá 1,2 triệu các bác nhé. Em sù vàng giá 1,2 triệu đây các bác này. Em này đốm lưỡi nhá. Đấy, giá quá mềm luôn này. Sù vàng bạc má các bác ạ. Sù vàng bạc má. Giờ đi cái các bác nhé. Đấy, nhìn cũng rất là xinh luôn các bác nhé. Đấy, tinh thần khá là tốt, gọi cái là ngoáy luôn. Đấy, các bác cây đẹp vàng thì có thể liên hệ số điện thoại là 0972 386 270, số điện thoại 0986 298 092 các bác nhé. Đấy. À, nghe thì cũng bị sợ chạy luôn các bác ạ. Đấy. Đây em xù được rồi. Dạ, xù được rất là chất rồi nhá. Đấy. Xù được. Đây xù xù cái đây, xù cái 2 triệu đây, 1 triệu đây các bác đây. Xù cái đen nhé, xù cái đen tuyền hết luôn các bác ạ. Đấy. Đây cũng là mấy em xù đen cái các bác. Xù đen cái. Đấy. Và em cọc cái nữa này, cọc cái vàng nữa. Đó. Giá cũng tầm khoảng 2,5 triệu các bác. À và 4,5 triệu cọc cái này. Nào bác nào quất nốt hai con này để nghỉ lại nào. Quất nốt nào, quất nốt. Chia xếp thì cao quá. Vâng. À, được vận chuyển thì muốn mình muốn chuyển đến nhà thì nó phải vận chuyển chứ bác. Vâng, như vậy là toàn cảnh chợ chó thì em đã cùng các bác cùng đi tham quan chợ chó và đã xem rất là nhiều chú chó đẹp. Thì các bác nào mà thấy ưng em nào thì có thể liên hệ số điện thoại 0986 298 092 các bác nhé. Vâng, em xin nhắc lại số điện thoại là 0986 298 092 để các bác liên hệ mua giúp các bác nhé. Vâng, như vậy là hôm nay còn mấy em cọc, một em cọc đa số là hơ mông cọc cái và sù cái các bác ạ. Đấy, sù đen cái và cọc cái, rồi là cọc trắng cái, rồi cọc đen cái. Đấy. Thì hôm nay phải nói là ít chó đực các bác ạ, đa số là chó cái. Có tuần các bác tìm chó đực thì lại có chó cái, và có tìm chó cái thì có chó đực các bác ạ. Và như vậy là còn hai em này là em thấy cũng khá là đẹp trong những dòng hơn một cọc mà em 4,5 triệu nữa kia nữa. Dòng này thì nó tầm khoảng 1,5 triệu thôi. Đấy, khá rẻ. Và em kia cọc mai hoa bây giờ thì 2 triệu, 1 triệu các bác nhé, cọc mai hoa. Đấy, bán thì chắc là để lại cho anh em họ bán lấy công nên là họ lấy thành 1 triệu. Đấy, mà em cọc mai hoa tài dựng dưới đính cái này. Vâng, như vậy là phiên chợ buổi trực tiếp của em đến đây là kết thúc nhá. Các bác thấy video hay, hữu ích thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Ok, bác nào mới xem có thể ấn nút đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi video mới nhất các bác nhé. Và em xin cảm ơn các bác. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bác vào trong những phiên chợ tiếp theo, video mới. Vâng, em xin cảm ơn.
Chào, hẹn gặp lại.